Hello, xin chào các đồng chí, anh chị, các bạn thân mến. Cô là Minh từ miền quê hương đất nước Việt Nam thân yêu. Hôm nay là 26 Tết ở Việt Nam. Ở Việt Nam các bạn thấy quê nhà, người dân đang gọi là mừng chuẩn bị một mùa xuân đang trở về trên đất nước quê hương Việt Nam. Cuộc sống ở quê hương rất là thanh bình. Tuy rằng cái kinh tế toàn cầu đó có khó khăn nhưng mà Việt Nam không bị ảnh hưởng đến nỗi một cách quá trầm trọng và khó khăn giống như ở những cái quốc gia phát triển như Mỹ. Các bạn thấy có nhiều người bỏ nước ra đi, họ nghĩ rằng họ đến nước Mỹ hay là trời Tây, Bắc Mỹ rồi họ sẽ đổi đời, họ sẽ có cuộc sống tốt hơn. Nhưng mà các bạn biết khi kinh tế khó khăn thì rất là trăm bề vất vả. Tôi mới nói anh chị các bạn, ở những cái quốc gia mà phát triển nó có một cái sự cố gì là cái người dân lãnh đủ hết à. Dân tầng lớp trung lưu họ là những người chịu thiệt thòi nhất. Còn cái bộ máy chính quyền nó thì nó cũng ngồi tàn tàn thôi, mấy thằng ăn trên ngồi chóc, bọn chính trị thì cứ ra đó ra rã giống như là yêu dân thương nước. Cái đám mà cái xứ tư bản đó, các bạn thấy hô hào dân chủ tự do nhân quyền nhưng mà các bạn thấy đời sống nó hoàn toàn khác biệt khi mà có những cái sự việc biến cố gì đó nó xảy ra trong một cái cuộc sống của người dân. Còn ở Việt Nam thì khác, các bạn thấy tầng lớp lao động trung lưu phổ thông rồi họ sống rất là nhàn nhã, họ cứ cố gắng lo làm kiếm cái công việc mà mưu sinh chứ không phải giống như ở xứ tư bản trời Tây đâu các bạn ơi. Cho nên ở đây tôi chia sẻ để những người họ mơ về trời Tây hay Bắc Mỹ thì họ nên tính toán cho kỹ lưỡng chứ đừng có gì những cái sự hào nhoáng ở bên ngoài, xe cộ nhà cửa ở nước ngoài. Tôi nói chuyện các bạn, nó chỉ là cái phương tiện thôi. Còn ở Việt Nam các bạn thấy xe hơi, xe ô tô rồi nó là một cái tài sản chứ không phải giống như ở ở Mỹ. Các bạn thấy nhà cửa biệt thự rồi những cái khu nhà đụng vô là trái tay đấy. Mấy ông mà Việt Kiều tôi nói là không có cửa đâu. Chứ đừng có nói rằng ra qua bên Mỹ, qua bên trời Tây, ôi tôi đi làm tiền đô nhiều lắm, đô la bây giờ nó giống như tờ giấy thôi mà làm thấy mẹ, làm mà đóng thuế trả nợ rồi đâu cũng vào đó hết. Tới chừng mà có cái sự biến cố gì là nhà cửa xe cộ nó cũng một cánh nó bay, các bạn thấy đó. Còn ở Việt Nam mình luôn luôn biết tận dụng cơ hội, biết sống cần kiệm, làm ăn lương thiện, sống đúng theo pháp luật thì chẳng có gì phải quá ư là sợ hãi. Các bạn thấy hiện nay ở Việt Nam nhu cầu xe hơi người ta, xe ô tô như các bạn, theo tôi xem cái thống kê thì thấy rằng Việt Nam đang có những cái triển vọng về tiêu thụ xe hơi mạnh, đang có chiều hướng mạnh mạnh đứng đứng hàng nhất nhì Đông Nam Á chứ không phải là giỡn đâu. Là năm 2023 này Việt Nam sẽ có cái mức tiêu thụ 500.000 xe mỗi một năm. Còn cái nhu cầu cho những cái công ty sản xuất ngành ô tô là hái ra tiền, các bạn thấy đó. Riêng năm 2023 là cái số lượng người Việt mua mua xe đó ở Việt Nam tăng đến mức là gần khoảng 400.000 xe, mà năm 2023 là cái mật độ người dân Việt Nam trong nước sẽ tiêu thụ xe lên đến 500.000 xe một năm. Dễ sợ các bạn thấy không? Mà trong khi đó mấy cái đám Việt Tân, Ngụy Nô, Gia Nô, Ba Hò, mấy cái đám chống cộng, dân chủ cùi lên mạng thì kêu rào than khóc à, chàng ơi cộng sản ăn với dân hèn với giặc ấy à, dân khổ dân nghèo. Mà tôi thấy tôi nói cái người nghèo ở Việt Nam gì chứ
họ còn có tư cách, chứ không đến nỗi giống như mấy cái đám mà khóc thê khóc mướn rồi xuyên tạc chống phá đất nước. Các bạn thấy Mỹ Tho bây giờ phát triển dã man, nó cái đi đâu cũng thấy nông thôn đô thị hóa, đời sống của người dân nâng cấp lên, có những người nông dân chân chất ngày nào làm tay lắm chân bùn, bây giờ trở thành những triệu phú, tỷ phú Việt Nam. Các bạn thấy chứ, nhờ nhờ đất nước phát triển đổi mới, họ trúng đất đai, họ biết họ ăn nên làm ra. Còn đi ra hải ngoại thì tôi nói mình cũng chỉ là một cái người dân, làm dân cu ly thôi, dân mà hạng bét của người ta thôi, mà lúc nào cũng lên mạng chửi bới quê hương, ngồi đó lập kênh YouTube, ngồi đó đếm view để đặng kiếm kiếm tiền, để đặng mà ăn, mà bắt đầu xuyên tạc chống phá Việt Nam. Các bạn thấy đó, chống không từ cái thứ gì hết trơn, cái thứ gì ở Việt Nam nó cũng chống được thôi. Mà trong khi đó những cái cuộc sống ở xã hội Mỹ các bạn thấy nan đề chồng chất ngổn ngang, nó khủng khiếp luôn, từ chính trị cho tới xã hội con người đất nước nó loạn, mà nó khủng khiếp, nó xảo trá, nó bao che, nó lừa dối. Chở bên cái trời Tây trời Mỹ đồ, mà mấy cái thành phần mà xuyên tạc chống phá đất nước, nó có bao giờ nó ngồi đó nó bươi móc nó, hay là nó đem ra nó trình bày đâu, đâu dám đâu. Mà những cái người mà nói lên cất lên tiếng nói là nó đòi trục xuất Lê Minh, đã đảo Lê Minh, bà nội cha nó nghe thấy mà ớn chạy đậu, nó làm như nước Mỹ của nội cha nó để lại. Các bạn thấy lên mạng thì sao, nhiều cầm cái lá cờ lên mạng, ngồi trên bàn bắt đầu mặc cái áo vô, bắt đầu làm cho đẹp lên đó, cầm cái lá cờ ba que, cái lá cờ ba que lên. Bắt đầu phân tích thằng Lợi Minh thế này, thằng Lợi Minh thế kia, thằng Lợi Minh thế nọ, nó ăn cháo đá bát, nó qua Mỹ, chàng ơi ở Mỹ làm đóng thế cơm áo gạo tiền thôi. Các bạn thấy những người sinh viên họ Việt Nam qua Mỹ học xong có được cái bằng đi làm đó nhiều lắm, làm 8 năm trời miệt mài đóng thế cho Mỹ mà đâu có hưởng hưởng quyền lợi gì đâu, đóng thế để trả nợ cho Mỹ, rồi cuối cùng nó hết công việc làm rồi bye bye, về lại Việt Nam đi cưng, anh không cần cưng nữa. Các bạn thấy không, nó cái tụi tư bản, tôi nói gì mà nó vắt hết chanh là nó bỏ vỏ, tại vì tôi làm việc cho nó tôi biết mà. Tôi nói như các bạn, nhiều người đó làm việc cho nó, mình làm vợ làm cho nó hết hết sức lực của mình, nó chàng ơi nó khen nó thưởng, nó cho 100 đô khen thưởng rồi nội bằng khen nó treo ngợp cả nhà, tới chừng mà cái lợi ích của nó không cần nữa, bye 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 bye, dừng lại đây, xin chào anh chị các bạn trong diễn đàn nha, mới bye 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 bye.